bán dạo này ế quá à. Lời không có bao nhiêu, sao có ăn đây ta? Ủa mẹ, mới về hả con? Dạ. Ủa sao mẹ không vô nhà ngủ mà ngồi ngoài này? Còn sớm mà, chút xíu nữa. Con vô nhà trước đi, rồi tí nữa mẹ vô nha. Dạ vậy thôi, con đi vô ngủ trước đây. Đi vô đi. À mà mẹ, con khóa cổng rồi nè. Để đây nha. Ừ. Rửa mặt á, rồi thay đồ hay ngủ nghe không? Dạ. Alo. Đám cháy được phát hiện lúc 1 giờ sáng. Khi cô gái phát hiện thì đám cháy đã bùng cháy rất lớn rồi. Trong khi đó, rất là nhiều người tham gia dập tắt đám lửa, cho nên hiện trường thì gần như là bằng không. Nạn nhân có mối quan hệ khá phức tạp. Ngoài Duyên thì cái xác thứ hai mà chúng ta phát hiện tại hiện trường là nam giới, có tên là Nguyễn Văn Quốc. Trong đám tro tàn có mùi xăng. Bây giờ đồng chí hãy đem mẫu đi xét nghiệm, có điều tra được gì hay không? Rõ, tôi sẽ tiến hành ngay. Chào anh. Anh có phải là anh trai của nạn nhân hay không? Dạ phải. Sẵn đây tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh, cần anh giúp đỡ. Dạ được. Em gái của tôi thì hiền lành, hoạt bát, một người là giỏi trong kinh doanh, buôn bán, hay giúp đỡ trong gia đình. Nhưng em gái tôi lại lận đận trong tình duyên. Vậy nạn nhân Quốc và em gái của anh có mối quan hệ như thế nào? Tôi cũng rõ lắm. Anh có nghi ngờ ai là kẻ ra tay sát hại em gái anh và nạn nhân Quốc? Tôi không biết. Báo cáo, tôi có phát hiện mới. Tôi phát hiện chiếc son này cách hiện trường không xa. Trong son vẫn còn mùi xăng. Cô tìm thử xung quanh đây còn có manh mối nào nữa hay không? Đối với vụ án này, chúng ta có hai nạn nhân. Đầu tiên là chị Duyên, hai là anh Quốc. Về phía của chị Duyên á, thì đã từng có hai đời chồng. Và trên đường tình ái của mình còn rất là nhiều mối quan hệ phức tạp. Nạn nhân còn có một quán cà phê nho nhỏ. Về phía của anh Quốc thì cũng đã từng có một đời vợ.
Hai người quen cách đây khoảng được 3 tháng. Phòng kỹ thuật hình sự vừa khám nghiệm tro ở hiện trường và đưa ra kết quả. Trong tro có phân tử xăng, như vậy có thể nhận định nạn nhân đã bị tẩm xăng đốt. Còn dấu vết mà chúng ta tìm thấy ở ngoài giường tương đương với một người đàn ông cao 1m7, size 40. Theo tôi kiểm tra thì lúc nạn nhân mất là chị Duyên trên người vẫn còn nữ trang, và đây không có thể là vụ giết người cướp của được. Chắc chắn đây là vụ án vì tình. Thằng Quốc, sao nó bỏ tôi mà nó chết một cách oan uổng như vậy chứ? Chú ơi, nó là đứa con có hiếu mà. Dạ, con biết điều đó. Bác cho con hỏi một vài điều được không bác? Chú cứ hỏi. Bác biết anh Quốc và chị Quyên đã quen nhau lâu chưa? Tôi đâu có biết cái mối quan hệ của tụi nó đâu. Nếu mà biết á, là tôi đã ngăn cấm nó từ lâu rồi. Con tôi nó lành lắm, sao nó lại đi quen cái người đàn bà như vậy chứ? Bác, còn mối quan hệ của anh Quốc và người vợ trước như thế nào? Tụi nó không có hợp nhau, nó ly hôn được 5 năm rồi. Thằng Quốc nó về nó ở với tôi á, được 4 tháng. Nó nói nó không có đi nữa. Kỳ này nó về, nó ở, nó đi làm, nó nuôi tôi. Đâu ngờ đâu. Nè, nghỉ tay uống miếng nước đi rồi dạ. Vô ăn cơm nha. Bữa nay mẹ có nấu món canh cá lóc đồng mày thích á. Trời ơi, từ ngày con về ở với mẹ nha, con tăng ký ào ào à. Tét à, con cũng lăn luôn á. Làm gì có, ăn cho có sức khỏe chứ sao mập được. Alo. Dạ dạ. Dạ em Ba Liền anh ơi. Dạ dạ. Ờ, ai gọi vô con? À, thôi con đi con chuyện xíu nha mẹ. Ai gọi vậy? Dạ bạn con. Thôi đi thì đi, nhưng mà nhớ tranh thủ về sớm á mẹ, đợi cơm nha. Dạ, bỏ đi mẹ ơi. Con không về ăn cơm đâu, mẹ ăn trước nha. Dạ, thôi con đi liền mẹ. Cái thằng lúc đó em đang ngủ thì thấy có mùi khói, nóng quá cho nên em tỉnh dậy, thì chỉ biết kêu la thôi. Mà trước khi ngủ á, em thấy có một mình mẹ em à. Vậy mà ba em có hay về thăm nhà không? Dạ, từ ngày mà ba mẹ em chia tay á thì ba em cũng không quay trở lại đây. Chỉ có em á là qua thăm nội em thôi. Với lại á, ba em lên thành phố làm ăn cũng lâu rồi. Những lúc em ở nhà, em có thường để ý là mẹ em có xích mích hay là thù hằn gì với những ai ở đây không? Dạ không. Còn chú Quốc, chú ấy có hay sang đây không? Dạ, em chưa thấy bao giờ. Trừ cái hôm mà đem cháy á. Dạ, vô. Rồi, mừng anh có xe mới nha. Cảm ơn chú em. Nè, anh nói mai mốt đi đâu á, hú anh tiếng. Dạ. Nhưng mà anh chở có điều kiện nữa nghe. Điều kiện gì anh? Chở xăng cho anh. Tưởng gì, cái đó chuyện nhỏ. Được. Alo. Hả? Anh đang bận. Có gì lát anh gọi lại nha. À. Ai à? Dạ, bạn em. Bạn gì? Bạn bình thường vậy thôi. Duyên hả? Nguyễn Thái Kim Duyên đúng không? Có đâu anh. Trời ơi, cả cái làng này người ta đồn hết lên rồi, không có giấu được đâu. Mà nó thích mày hả? Mày thích nó không? Đến khoảng 2-3 giờ lúc nhậu thì nó đòi về. Tôi đâu có ngờ đâu, xe mới chưa kịp chở nó
xảy ra chuyện như vậy. Anh là bạn thân của Quốc, vậy trong 4 tháng trở ra đây, anh thấy Quốc có gây gổ hay xích mích ra hay không? Từ lúc nó về đây thì không, nó không gây gổ hay xích mích với ai cả. Em có nuôi chó đúng không? Dạ. Nhưng mà không hiểu sao á, tối cái hôm xảy ra sự việc á, nó lại không có sủa. Em thường thả nó hay là cột nó lại? Ban ngày thì em thả, nhưng tối thì lại xích để nó trong chừng nhà. Con chó này rất là khôn. Người lạ mà tới nhà là nó cắn rất là dữ. Mà em không hiểu sao á, tối hôm đó nó lại không có sủa. Theo như lời kể con gái của nạn nhân thì hung thủ rất có thể là người quen biết với gia đình nạn nhân, cho nên khi ra tay sát hại chú chó không hề sủa, mặc dù rất là hung dữ. Hai người chồng của nạn nhân đều có bằng chứng vô tội, còn vợ của Quốc thì đã đi xuất khẩu lao động. Hơn 5 năm qua, Quốc không hề có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. À, báo cáo mà tôi mới nhận được thì trên địa bàn hai huyện giáp ranh, khoảng 1 tuần trở lại đây, không hề có bất kỳ một người đàn ông nào tới mua xăng lẻ. Bây giờ chúng ta hãy quay lại manh mối về chú chó không hề sủa xảy ra trong đêm án mạng. Theo thông tin mà tôi nhận được thì trước khi quen Quốc thì chị Duyên cũng đã từng quen với một người đàn ông chạy xe ôm nhưng chưa kết hôn. Bây giờ đồng chí hãy tiếp cận người đàn ông này, có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối mới. Rõ. Anh ơi, anh còn nhận khách không? Còn. Cậu tính đi đâu? Anh chở tôi tới đằng kia một chút đi. Rồi, được rồi. Lên xe. Ủa cậu tới chưa cậu? Sao nãy giờ chạy cũng hơi xa rồi. Còn vài trăm mét nữa thôi. Đi thẳng luôn không cậu? Đúng rồi. Anh có biết chị Duyên, chủ quán cà phê tím không? Tôi biết. Và hai người cũng đã từng có mối quan hệ như vợ chồng, đúng hay không? Đúng. Và cũng chính anh đã là người ra tay sát hại chị Duyên và anh Quốc. Anh còn lời nào để nói hay không? Tất cả là vì cô đàn bà đó. Tất cả là vì nó. Chính vì nó mà tôi mất đi tất cả. Tôi tưởng cô ta yêu tôi thật lòng, nhưng tôi nhận lại cái gì? Tôi nhận lại sự phản bội. Tôi đã bỏ vợ con tôi. Trời ơi, bữa nay á mặc cái quần style dữ ta. Cà phê này hơi ngọt nha. Thì ly cà phê ngọt như tình cảm của em dành cho anh vậy đó cưng. Theo miếng coi. Sao vậy? Sao tự nhiên đang vui vẻ mà cái mặt bí xị vậy? Mình nhờ người ấy á, mở hàng ly cà phê mà cái mặt buồn như vậy á, thì làm sao mà em bán tất cả ngày được chứ?
tiền đi. Ơ, cái gì kỳ vậy? Mới tới mở hàng giùm người ta ly cà phê, chưa uống hết, tính tiền rồi. Mà cái này kỳ cục hơn đó nha. Có ly cà phê à, mà tiền bạc cái gì. Thôi anh giữ lại đi. Lo người ấy đi. Nè, thằng kia là thằng nào? Sao tối ngày tôi thấy em đùa giỡn tươi cười với nó hoài vậy? Ủa, tôi bán cà phê mà, tôi cười nói với ai là quyền của tôi. Không lẽ cái mặt tôi biết xị á, bán cà phê cho ma hả? Chắc là đi nắng quá bị khùng phải không, anh xe ôm? Cái nụ cười của cô không phải là nụ cười vui vẻ với khách, mà là cái nụ cười ăn tươi nuốt sống người ta. Hay là cô muốn ăn nằm với nó đúng không? Câm cái miệng thối lại nha. Bộ chạy xe ôm nắng quá bị khùng hả? Cút đi đi. Trời, đi ngay. Nghe anh nói đi mà. Cút. Nghe. Có biết không? Bữa đó anh nóng quá trời quá đất. Chứ bây giờ em nghĩ coi, tận mắt anh chứng kiến vậy sao anh chịu nổi em? Trời ơi, anh yêu em tất lòng mà. Đi về đi. Đừng có nói nhiều nữa. Cho anh cơ hội đi em. Trời ơi, anh bỏ vợ bỏ con anh theo em mà. Em đó là hiểu. Chuyện của anh, nó không có liên quan tới tôi. Được rồi. Thì ra lý do cô từ chối tôi nãy giờ cô ở với nó đúng không? Đúng không? Im lặng là đúng rồi đúng không? Thôi được rồi, chờ chút nha. Giờ về sau tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt chó của anh nữa.